Xin chào thầy, quý cô chú anh chị đã đến với kênh YouTube của softech.com.vn và em là Thắng Softech. Ngày hôm nay thì em rất vui mừng khi được nhận sự ủng hộ của anh khách hàng thân thiết bên em đã nên đời ống nhòm dài con quét HD. Và cũng vì một số những cái lý do khách quan khi mà quý cô chú anh chị dùng khách hàng dùng mà không may nhóm lửa cho tổ ong ấy, đổi ong đi ấy, thì không may làm cháy chiếc Nikon 1H17. Chính vì lý do đó thì ngày hôm nay thì anh khách hàng đã nên đời dòng sản phẩm Zicon Quest HD. Ngày trước thì anh cũng có chia sẻ là anh dùng những cái dòng sản phẩm thấp hơn, ví dụ như là SK, rồi sau đó nên dòng sản phẩm Nikon 1H17, và không may trong quá trình sử dụng thì ống đó đã bị hỏng và không thể khắc phục được. Và ngày hôm nay thì anh đã quyết định chốt chiếc Zicon Quest HD này. Chiếc này thì về Quảng Ninh các bác nhé. Hiện tại thì anh em Quảng Ninh đã ủng hộ Softech rất là nhiều. Với chiếc này thì quý cô chú anh chị mua hàng thì yên tâm, em order trực tiếp từ bên Đức về. Với quý cô chú anh chị tham khảo là chúng ta sẽ có mã vạch này, mã vạch đầy đủ nhé. Mã vạch đây là số máy này. Tiếp theo đó là Made in Germany này, tức là bên Đức đấy. Made in Germany tức là tiếng Anh, là tiếng nước Đức ạ. Quý cô chú anh chị có thể tham khảo, đây là sản phẩm 1042 con quét HD, và đây là một trong những cái sản phẩm cực kỳ chất lượng, rất nhiều các bác nên đời. Với cá nhân em Thắng đánh giá thì đây là có lẽ là một trong những cái dòng sản phẩm gọi là sáng giá nhất trong cái tầm tiền 1.000 đô. Nếu mà 1.000 đô hiện tại thì đâu đó tầm khoảng 25 26 triệu thì chúng ta đã sở hữu được con dây con quét đây rồi. Và với cơ sở em Thắng thì bên em vẫn luôn có cho các bác với một cái mức giá ưu đãi và hợp lý nhất có thể. Quý cô chú anh chị xem kênh có thể tham khảo, về cái book của nó cũng rất là đẹp. Và không may trong quá trình vận chuyển thì xin có chia sẻ với các bác thì những cái vấn đề, ví dụ như trong vận chỉnh thì hộp nó hơi móp một xíu nhưng mà nó cũng chả có vấn đề gì cả. Các bác xem kênh có thể tham khảo. Và đây là dòng sản phẩm Zicon Quest HD mới 100% các bạn nha, thật sự nó quá đẹp. Đó, với chiếc này thì đây là một trong những cái dòng sản phẩm ống cẩm rất là đậm. Quý cô chú anh chị xem kênh có thể cùng tham khảo. Cái module Zicon Quest HD này là khi mà phát hành trên thị trường ấy, thực sự là cái module nó không có thay đổi gì từ thế trước đến bây giờ, nó không thay đổi gì tại vì nó quá tốt rồi, nó tầm tiền thì nó quá tốt rồi, nó không cần phải cải tiến về cái trường nhìn hay gì cả. Ống này cầm rất là đầm tay, và quý cô chú chị xem quanh có thể tham khảo với màu kính này, quá là chất lượng các bạn. Phủ trước tiên thì chúng ta sẽ có về thiết kế của ống này. Khi mà cảm quan đầu tiên chúng ta cầm ấy, nó rất là đầm tay các bạn nhá, thực sự quá đầm tay. Bên cạnh đó thì chiếc này thì nó sẽ có độ phóng đại là mấy 42, Made in Germany này của Đức nhá. Mặt thị kính cực kỳ là to, quý cô chú anh chị xem anh có thể tham khảo. Mặt thị kính càng to thì các bác có thể dễ dàng quan sát. Và với chiếc này thì chúng ta sẽ có ba nấc, một nấc này, hai nấc này và ba nấc. Với chiếc này, những chiếc này nó mới nên là cái vòng điện mát này hơi rít một xíu, khi mà các bác dùng một thời gian thì nó sẽ mượt hơn các bạn nhá. Đây 142 này, đây là quý cô chú anh chị lưu ý cho em. Tất cả những cái dòng sản phẩm mà khi em order về thì đặc biệt là những cái dòng sản phẩm cao cấp luxury thì chúng ta sẽ có số series của máy này. Các bạn xem quan kinh có thể bảo chiếc này thì chắc chắn là về Quảng Ninh thì các bạn nhé. Nếu mà các bác vô tình gặp chiếc này ở trên mạng thì các bác biết là nó đang ở Quảng Ninh. Với số series của máy đó chính là 5417016, và nó trùng với cái mã của trên hộp. Các bác mua hàng yên tâm nhé. Chiếc này thì chúng ta sẽ có thứ nhất về cái độ bền. Thực sự nó quá tốt, rất nhiều chuyên gia test trong sản phẩm rồi, dù xe lăn qua này rồi ngập nước, tất cả đều vượt qua cái bài test đó, thực sự nó quá tốt. Logo có dài, các bác mua hàng thì cũng biết mà, những cái dòng sản phẩm đến từ Đức thì không có gì phải chê cả. Và phụ kiện thì nó nằm ở đâu, nên các bác mua hàng lưu ý nhá, nó sẽ có một cái hộp phụ kiện theo kèm này đó. Ở trong này thì chúng ta sẽ có những cái thông tin theo kèm. Chúng ta sẽ có là Zicon Quest HD này, sổ giới thiệu này, một số tiếng các bác nhé, tiếng Ả Rập rồi tiếng Anh. Các bác xem kênh có thể còn tham khảo chiếc Zicon Quest HD này, cũng như là hướng dẫn sử dụng các bạn nhé, hướng dẫn sử dụng này đó, nó hướng dẫn bằng tiếng Anh, các bác mua hàng có thể tham khảo này. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ có một cái dây đeo, dây đeo này dây đeo của túi, các bác mua về chúng ta có thể tiếp vào túi nhá, còn siêu này. Nó có dây đeo của ống nhỏ, nó cũng còn siêu này, em chưa bóc các bạn. Có số luôn ạ. Đó, các bác xem kênh có thể cùng tham khảo chiếc này. Rồi, bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái khăn lau. Clean. Tức là khi mà các bác sử dụng thì nó sẽ có thêm một cái khăn lau. Điều nhiều bác cũng hỏi là
nó không bằng dung dịch gì thì chúng ta có thể tham khảo cái nọ dung dịch ống kính chuyên dụng của Zai dành cho máy ảnh và ống kính, thì nó sẽ đảm bảo hơn, cái phủ mạ nó sẽ tốt hơn. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái mắt đậy các bạn nhé, mắt đậy của thị kính này, dài mắt đậy thị kính các bạn nhé. Nhiều nhiều bác thì không biết nó tưởng đứt nhưng mà thực tế không phải đâu, nó thiết kế một bên này, cả hai bên luôn các bạn. Đó, chúng ta có thể nắp dây trực tiếp vào đây nhá. Rồi chúng ta sẽ có mắt đậy vật kính này, cũng của dài luôn. Quý cô chú anh chị mua hàng bên này em Thắng thì cô mua yên tâm, nhận hàng kiểm tra để ưng ý thanh toán. Những cái dòng sản phẩm giá trị cao thế này thì các bác vui lòng cọc cho em để em xác nhận chuyển hàng. Đó, em xin phép để sang chia sẻ các bác một chút là như vậy. Đây là một chiếc sản phẩm thực sự là quá chất lượng trong cái tầm tiền rồi, không có gì là phải chê cả. Các bác mua về dùng khoảng 7-8 năm, mua dùng rồi bán lại vẫn còn giá trị, vẫn còn mức giá tốt các bạn nhỉ. Tại vì cái chất lượng quang học nó không xuống cấp đâu, gần như là không xuống cấp. Thân vỏ thì nó là nồi đồng cuối đá rồi, nhiều anh em dùng 5-6 năm rồi bán lại vẫn được giá. Mức giá thì hiện tại thì nó tốt nhất rồi các bạn nhé. Em Thắng thì chuyên order nên là gửi đến các bác những cái sản phẩm chất lượng thì cam kết ở thời điểm hiện tại mức giá của Zai con quét HD là một trong những cái sản phẩm chất lượng mà có mức giá tốt nhất để các bác có thể tiếp cận rồi, quá bền chất lượng. Nhập khẩu trực tiếp từ Đức các bạn nhé. Rồi, ống nhòm đến từ Đức, ok, rất là chắc chắn. Và chiếc này thì ngày hôm nay thì em Thắng sẽ xuất cho một bác ở Quảng Ninh, và cảm ơn quý anh em ba miền đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ em Thắng trong cái thời gian vừa qua. Trong năm Vũ Ông 2024, mà quý cô chú anh chị nào có nhu cầu mua những sản phẩm ống nhòm chính hãng chất lượng thì có thể liên hệ với em Thắng qua đầu số hotline là 0988 862 059, nhắn tin hoặc là kết bạn qua Zalo để em Thắng tư vấn và hỗ trợ cho. Với những cái sản phẩm ống nhòm cao cấp như thế này thì quý chú chị lưu ý là trước tiên chúng ta phải tìm hiểu kỹ, rồi sau đó tìm những cơ sở phân phối uy tín. Đến với em Thắng thì em sẽ gửi đến các bác những cái thông tin bổ ích về ống nhòm và cam kết cho các bác một cái mức giá vô cùng hợp lý với những cái sản phẩm ống nhòm chính hãng. Quý cô chú anh chị nào có nhu cầu mua hàng thì nhắn tin qua Zalo, em sẽ trực tiếp hỗ trợ tư vấn cho các bác. Và các bác thấy hay đừng quên cho em xin một like nhé, một like, một share, một subscribe kênh YouTube của spectrum.com.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.